Thưa quý khán giả, quận ủy Thốt Nốt sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, quận Thốt Nốt có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ công chức viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo với 596 mô hình, cấp quận 99 mô hình, cơ sở 497 mô hình được đăng ký. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo bác. Trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Toàn quận có 141 lượt tập thể và trên 208 lượt cá nhân được khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, quận Thuốc Nốt đã biểu dương khen thưởng cho 34 tập thể, 58 cá nhân điển hình tiêu biểu, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.